cả nhà. Nước mắm nè, nước mắm chay nha. Cái này là bún măng chay nha. Rất là ngon luôn, có bắp có măng. Rất là ngon. Mời cả nhà ăn sáng nha. Còn đây là bún riêu của mình nha. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Có chả nè. Chả này ngon lắm nè, chả này gọi là chả chén nha mọi người. Rất là ngon luôn. Rồi mời mọi người cùng ăn nha. Có củ sắn nữa nè mọi người. Củ sắn này nấu cho cái nước nó ngọt nha. Chả này chả lụa nha. Ngon quá. Rồi mọi người cùng ăn nha. Cua nè. Giả cua chứ không phải cua nha. Cà rốt nữa nè. Sáng mình có đi chợ sớm, mình mua được một ít đồ chay nha. Hẹn hồi cúng rồi. Cúng rằm nha. Một dĩa trái cây. Rồi. Cái này là canh. Canh khổ qua nha. Còn cái này là, cái này là đồ xào. Cải chua rồi nè. Cải chua xào nè. Còn cái này là mắm chay. Mắm chay nha. Rất là ngon luôn. Chả giò. Cái này là ruột heo xào nha. Ruột heo khìa chứ lộn. Ruột heo khìa. Và cái này là cà ri nha. Tất cả là 6 món. Rất là ngon luôn. Đây là mâm cúng rằm của nhà mình nha. Đây là có mắm chay nè. Chả giò. Cà ri nha. Canh khổ qua.
chua sợ nha. Và đây là ruột ruột khìa nha, ruột khìa chè cho nước nha, nhà mẹ nấu nha. Và đây là dĩa trái cây. Rồi mời mọi người theo dõi video của mình nha. Trời cũng lại bán mắt trời. Ngon quá không? Này nó khoai lang với khoai ngon với đậu xanh nè. Rất là ngon luôn. Ngon không? Cái này là mắm chay nha cả nhà, mắm chay rất là ngon luôn. Này là ruột khìa nha mọi người, nhìn y như thiệt luôn. Này là đồ chay nha. Rất là giòn. Này là cà ri. Giả nha, mọi người nói giả nha. Rất là ngon. Múc cơm ăn ngon quá. Ngon quá. Múc cơm. Mẹ, mẹ để cái tô để cho hồi em biết thử cho múc cơm nha. Để mẹ múc. Cái này ngon lắm nè. Thấy à? Nó mềm. Thank you.
gì con? Nấm hả? Thấy không? Nó đang là nấm không? Đúng rồi, nấm. Nó kìa mà ngọt ngọt bỏ vô chút xíu thì nó khét. Qua mềm ha, nên rã. Thấy chưa? Ừ. Để đó đi, mẹ con múc. Con múc. Chuyện đi không có sao bye bye mọi người nha.